Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính lũy kế đến tháng 4, doanh nghiệp Việt Nam đã có 962 dự án đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 15 tỷ đô la. Trong đó, Lào chiếm 259 dự án, tương đương 27% tổng số dự án với tổng vốn đầu tư là 3,9 tỷ đô la. Cách đây gần 20 năm, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel đã có chủ trương từng bước cùng nước bạn Lào xây dựng một hệ thống viễn thông hiện đại. Trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2014, liên doanh giữa công ty Lào Asia Telecom và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, gọi tắt là Unitel, đã xây dựng một mạng viễn thông có vùng phủ sóng lớn nhất nước Lào, với hơn 3.000 trạm phát sóng tại 17 tỉnh, thành phố, có hệ thống kênh phân phối sâu rộng nhất với hơn 100 cửa hàng trong cả nước và 2,3 triệu thuê bao, đã và đang dẫn đầu thị trường với 49% thị phần. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng Lào và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Nam, thì định hướng trong thời gian sắp tới của chúng tôi ấy, thì sẽ tiếp tục duy trì cái tốc độ tăng trưởng trong những năm vừa qua. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái việc đầu tư để thay đổi công nghệ, hướng tới một cái dịch vụ viễn thông chất lượng tốt nhất trên quốc gia, trên địa bàn quốc gia Lào, và để đảm bảo cái quyền lợi cao nhất cho mọi khách hàng Lào. Tôi vào làm việc tại công ty đã được 6 năm rồi. Không khí làm việc ở đây rất vui. Người Lào, người Việt ngày càng thân thiết, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc. Bản thân tôi cũng như nhiều anh chị em người Lào khác, được công ty Unitel giúp đỡ rất nhiều. Ngoài ra, Unitel còn thực hiện nhiều chương trình xã hội có ý nghĩa thiết thực với cộng đồng. Trong đó phải kể đến việc lắp đặt Internet miễn phí cho hơn 600 cơ sở giáo dục trên toàn quốc, cùng những chương trình hỗ trợ đồng bào lũ lụt, xây dựng trạm y tế, làng bản. Không chỉ riêng Viettel, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào đã chú trọng nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo và tạo công ăn việc làm bền vững cho người dân Lào. Khoảng những năm đầu của thập kỷ 90, tỉnh Át Tạ Pư được biết đến là vùng đất nghèo và khô cằn nhất của Lào. 10 năm trở lại đây, khu vực này đã có sự chuyển biến rõ rệt. Hàng trăm nghìn hecta đất khô cằn đã được bao phủ bởi cao su, ngô, cọ dầu, mía đường và đồng cỏ. Đời sống của người dân nơi đây ngày càng được cải thiện. Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp áp dụng công nghệ cao tại Át Tạ Pư. Hiện tại thì tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đang được chính phủ Lào cấp trên 40.000 hecta đất. Chúng tôi đã ứng dụng trồng một nửa diện tích là cao su, còn lại cỏ dầu, ngô, mía, đến hôm nay là trồng cỏ nuôi bò. Và đến nay chúng tôi đã chia ra nhiều khu vực nào thuận lợi cho cao su thì chúng tôi trồng cao su, nơi nào phù hợp cỏ dầu thì trồng cỏ dầu, nơi nào phù hợp với mía trồng mía, và cái cuối cùng, những nơi nào mà không thể trồng những loại cây khác thì chúng tôi trồng cỏ. Với những dự án này, Hoàng Anh Gia Lai đã góp phần giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho hơn 20.000 lao động với mức thu nhập ổn định là 300 đô la Mỹ mỗi tháng một người. Trước đây khi các công ty Việt Nam chưa đầu tư vào tỉnh, người dân chúng tôi ở rải rác khắp nơi, không có việc làm, đời sống chủ yếu dựa vào việc săn bắt hái lượm, năm làm nương được một vụ, thiếu thốn lắm. Từ khi công ty đến đầu tư, chúng tôi được công ty làm nhà cho ở, có đường, có điện, chạy xe ô tô, xe máy dễ dàng. Trước đây, ở nơi ở cũ, chúng tôi chả làm cái gì ra tiền, trồng được 3 cái rau chả biết bán ở đâu cả. Nay làm cho công ty, gia đình tháng nào cũng có thu nhập khoảng 3 triệu kíp. Đại hội thứ 9 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đề ra mục tiêu năm 2015 là thu nhập bình quân đầu người tại tỉnh Át Tạ Pư sẽ đạt khoảng 1.700 đô la Mỹ mỗi người một năm. Tuy nhiên, năm 2014, thu nhập của người dân khu vực này đã đạt được mục tiêu đề ra, vươn lên bằng mức thu nhập bình quân của cả nước, tăng đến 195% so với trước. Tôi đánh giá cao sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào nói chung, đặc biệt nhờ chính sách của hai bộ chính trị và việc tổ chức thực hiện của hai chính phủ đã đem lại những kết quả thiết thực đối với tỉnh của chúng tôi. Có thể khẳng định rằng sự hợp tác giữa Việt Nam và Lào bắt đầu đi vào chiều sâu không chỉ ở mặt chính sách mà cả khía cạnh thực tiễn. Nếu không có sự đầu tư của các công ty nước ngoài, đặc biệt là các công ty đến từ Việt Nam, chúng tôi rất khó phát triển được các dự án lớn. Đất nước Lào ngày càng đi lên, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt. Với tinh thần hợp tác toàn diện, các dự án của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Lào đã góp phần xóa đói giảm nghèo. Qua đó,
tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.